experience because it's our really first time in Vietnam, even in the country, and our first event as well here. We tried a lot of food. It was really, really tasty. What else did we do? Yeah, we visited a bit around the main street, and because it's like Lunar New Year, there were lots of beautiful decorations, so very exciting. We love doing sightseeing. Actually, festival is amazing. I mean, we've just been here for 5 minutes, but everyone looks so cute and positive, and it's really, really nice to be here. I'm so excited. As excited as you guys. And Vietnam is so beautiful. We didn't see much yet, but for now, it was really fun experience to go around and try food. It was so delicious. Ari với Phương nói là thì mặc dù đây là lần đầu tiên đến với Việt Nam, đến với lễ hội Việt Nam, nhưng mà thật sự hai bạn thấy cực kỳ hào hứng luôn. Thì hào hứng cũng giống như là mọi người đi fest ở đây vậy. Các bạn có hào hứng không? Thì Xuân và Ari nói là hai bạn đã đi dạo vòng quanh Sài Gòn rất nhiều, đi đường hoa nè. Ở đây đi đường ai đi đường hoa chưa vậy? Ở đó đi đường hoa, đi dạo Sài Gòn và đã thử rất, rất nhiều món ăn luôn, tại vì hai bạn tới khá sớm. Nên và các bạn, hai bạn rất là thích món ăn ở Việt Nam, nên nếu mà mọi người có rảnh thì nhớ dẫn hai bạn đi ăn nha. Ai chịu dẫn đi không? Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn đây là câu hỏi dành cho Lia Mickey. Thì chúng ta vừa mới gặp Lia Mickey cách đây 4 tuần đúng không mọi người? Đúng rồi, 4 tuần đúng không? Thì không biết là tình yêu to lớn nào của mọi người mà đã đem Lia Mickey quay lại thật. Lia Mickey ơi, thì không biết là ở bên đó mọi người có ăn Tết giống Việt Nam không ta? Actually, Malaysia Chinese New Year is same as Vietnam. Me and Mickey eat a lot of biscuit, actually. Chinese biscuit, so... And you guys got sick, right? Yeah. Last time. Because they ate too much crackers too much. And biscuits. Yeah, eat too much. I think maybe Vietnam means they also eat a lot of nice food during Chinese New Year. I'm not sure. And I think maybe not much different, because yesterday when we walked around the Vietnam, we saw lion dance. So it is quite similar with what we have in Malaysia Chinese New Year, I think. Lê Mấy Kia nói là thì hồi Tết này Lê Mấy Kia ăn rất rất là nhiều. Ở đây có ai ăn nhiều giống Lê Mấy Kia không? Lê Mấy Kia nói do ăn nhiều quá nên bị bệnh. Ở đây nếu mà các bạn có theo dõi thì các bạn cũng biết là sức khỏe của Lê Mấy Kia hôm nay hơi bị kém, tại vì do ăn nhiều quá bị khó tiêu. Tại vì Tết vui quá nên ăn rất nhiều. Và ai bạn nói là hình như có vẻ như ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều món ăn ngày Tết đúng không ạ? Mọi người có thể kể một vài món cho Lê Mấy Kia món ăn ngày Tết không? Món gì nè? Món gì nữa? Cái gì? Có bánh chưng đúng không? Ở bánh chưng, bánh tét nè, thì có hột vịt nè, khổ qua dùng thịt nữa đúng không? Củ kiệu. Còn hai cái dạng Tết như thế nào ha? Actually, my family, we don't celebrate New Year this year because we are lazy. you guys play a lot of fireworks, right? Sorry? Fireworks. We went to our cousin's house and they play the fireworks. We just there to watch fireworks. There to play. Yeah. And watch. I think you're not just lazy during Chinese New Year. You're lazy whole year. Like. <笑><笑>这种东西不用讲那么大声。<笑><笑>
Hai Cần nói là thì Hai Cần nói là năm nay Hai Cần lười quá nên không có ăn Tết. Nhưng mà lúc mà Tết thì có qua nhà em họ để bắn pháo hoa, tại vì Hai Cần khá là thích bắn pháo hoa. Mọi người thích bắn pháo hoa không? Thích pháo hoa không? Có thích xem Hai Cần bắn pháo hoa không? Nhưng mà thực ra Hai Cần cũng đi xem thôi chứ không bắn. Thì Lê Mấy Kia nói là nếu mà Tết đó, thường thường người ta nói đầu năm là mình hên thì nguyên năm hên đúng không? Đầu năm xui thì nguyên năm hay xui. Thì Hai Cần mà đầu năm mà lười thì nguyên năm sẽ lười luôn. Mà Hai Cần lười thì sẽ không có hình cho các bạn đâu. Nên các bạn hãy kêu Hai Cần xiên lên đi nha. Và Hai Cần nói là cái chuyện mà quan trọng, chuyện bí mật gì thì mình nên giấu giấu thôi, mình đừng có nói không? Mình giữ trong lòng thôi. Chứ thực ra thì con sâu lười trong ai cũng có hết trơn á. Ai mà chả lười, nếu mà được lười thì ai cũng muốn lười đúng không? À, không biết là lần này, đầu năm nay, năm khách mời chúng ta sẽ đem vật phẩm gì đến với Vũ Dương Mastery ta?这次因为比较赶嘛，所以就带了新书。之前去意大利拍的新书，然后今天和明天的装扮也是书里面的装扮，然后还有一些就是比较就是之前的 T 恤啊，还有今天新年拍的一组新照片。所以因为这次真的比较赶，所以没有办法准备更多的东西给你们，真的不好意思，也谢谢你们一直的支持。哦， mọi người cũng biết là năm qua thì Hai Cần hơi bị bận luôn, nhưng mà Hai Cần vẫn tranh thủ đem những bộ rất mới đem qua đây. Đó chính là một set photobook gồm hai cuốn photobook và các postcard poster trong đó. Ngoài ra thì đặc biệt đây là bộ chụp ở Ý, là bộ hoàn toàn mới. Và các set Polaroid, và set Polaroid này là mới chụp luôn do thời gian rất gấp. Nhưng mà các bạn ai đã sở hữu set Polaroid và photobook rồi ạ? Có tuyệt vời không? Cỡ nào cũng đẹp đúng không? Người đẹp thì chụp sao cũng đẹp, dù chụp vội cỡ nào vẫn đẹp thôi. Và ngoài ra thì còn có các áo t-shirt nữa ạ. Và áo t-shirt do rang của Hai Cần thì là những t-shirt màu đen và có chữ H, rất đẹp, rất là nghệ thuật. Thì mọi người nhớ tranh thủ mua nha, vì các ta thấy giá khá là rẻ, giá chỉ có 500 với 550 một cái thôi. Thì giá này so với đồ của Hai Cần là cực kỳ rẻ luôn, tại vì các local brand ở Việt Nam thì cũng trả giá 700-800, 500-600 rồi, nên với giá của Hai Cần như này là cực kỳ rẻ luôn á. Mình tranh thủ mình mua nha. Đây là những cái áo tiên thí đó. Lia Mickey. This time we're bringing the merchandise. I think it's just same with last time when we bring to Otaku Festival, but this time we also bring a new, I think, index. Yeah, everyone can take index or Polaroid photo with us later. Yeah, the jacket. Yeah, we have bring the jacket again, and you can request some pose, but accept breakdance, accept any hard position, playing kung fu. What if I request kung fu? You wanna? Can you guys do the kung fu? And I'll just stand beside. You do the kung fu, then we stand aside. Nice. Perfect. Then this one will be our limited poll, right? The unlucky draw. Unlucky draw. Ugly for photos guys. For unlucky draw. Yeah. So this time we're actually really excited because we've done a few merchandise that we had never done before, which are keychains. We collaborated with an artist to draw us and printed on keychains, acrylic keychains. So I hope you will like them. We got stickers as well, a couple of photo books, the Painter of the Night photo book, and the Sangwoo photo book.
Other than that, we have also two postcard sets, which are BJ Alex, Shano and MD, and Spy X Family. And we also have some Polaroids and some single posters. I think that's it, right? That's it. Lần này thì Sun đem qua rất nhiều vật phẩm, là gồm những set postcard nè, trong các bộ BL của Hàn Quốc, và có photobook, có móc khóa hả? Có móc khóa, có mấy sticker hình dáng, và nói chung là rất 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 nhiều nữa. Thì đây là lần đầu tiên Sun tới Việt Nam, Sun và Ari tới Việt Nam, nên mọi người nhớ ủng hộ Sun và Ari nha. Nhớ nha. Và còn Lia và Mickey thì các vật phẩm của Lia và Mickey lần này do rất là gấp luôn, nên các bạn cũng biết là vừa Tết luôn, vừa otaku xong là tới Tết, nên mọi người đều gấp ăn Tết, nên Lia và Mickey không có kịp chuẩn bị hình mới, nên hầu hết sẽ là những bộ của otaku được rồi. Nhưng mà lần này thì sẽ chụp checky với hai bạn, và sẽ lấy những tấm hình đẹp đẹp đó. Nhưng mà các bạn ơi, khách mời nói là các bạn đừng bắt khách mời bô những cái dáng khó khăn quá, kỳ dị quá, giống như những cái dáng kung phu, những cái dáng ke đầu, những cái dáng trồng chuối. Nói chung là mình đừng có bắt khách mời mà gọi là hạt co quá. Và ngoài ra thì khi mà chụp đó thì sẽ có những cái gọi là sao ta, những bốc thăm, ví dụ là có một chương trình lì xì đầu năm thì sẽ có những cái có lì xì, thì tôi lượng lì xì là sẽ có là lì xì lucky, may mắn, đúng không? Và sẽ có những lì xì là không may mắn, là bạn sẽ có được những tấm hình không đẹp, những tấm hình độc nhất vô nhị. Và do là các bạn cũng biết, cái mấy lần trước thì chúng ta hầu hết là khách mời sẽ ký rất trễ, nên ở buổi sáng hôm nay mình chỉ giao lưu ngắn thôi để cho khách mời có thể ký tặng cho mọi người nha. Nên bây giờ xin mời năm khách mời chúng ta cùng tiến lên phía trước để cho các bạn có thể chụp được những tấm hình thật đẹp ạ. Xin cảm ơn các khách mời rất nhiều. Và bây giờ các khách mời chúng ta sẽ tới bố trí tặng. Các bạn nào đã mua vật phẩm thì chúng ta hãy cầm vật phẩm tới đi ký tặng ạ. Vâng, xin mời các khách mời chúng ta trở về gian hàng của mình để ký tặng ạ. Một lần nữa xin cảm ơn khách mời rất nhiều, và xin một cái thật lớn để chúng ta chào khách mời buổi sáng ngày hôm nay đi ạ. Vỗ tay.